Xin chào các bác, ở video này em xin bán cho các bác vài sản phẩm nữa, gồm vài chiếc âm ly bọn em đã vệ sinh rồi thì làm sạch sẽ để đây đây. Thì nữa em sẽ cho các bác biết hết giá mấy chiếc này, em sẽ thanh lý hết cho các bác luôn. Và ở video này thì đầu video em sẽ nói về chiếc âm ly rất quen thuộc, đó là tiếp theo là một chiếc 7800 trơn. Đây là một sự khá là bất ngờ mà em không nghĩ là nó có thể làm được cái điều như vậy. Bình thường dòng này nó đã quá nổi tiếng về phối ghép, là rất dễ phối ghép rồi. Nhưng em cũng không thể ngờ được là nó oánh đôi Sony G7 này, oánh gọi là lôi rốn loa luôn. Thật sự là nếu mà bác nào đã sở hữu những chiếc 7800 và 7800 25 mã thì các bác biết rồi, cái uy lực của nó cũng rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là nó sử dụng sò 2 vít, đó tụ nguồn to, nguồn khá lớn. Chính vì những cái yếu tố đó, là thêm nữa là cái phần máy của nó rất là đơn giản. Chính vì nó đơn giản nên là nó rất là hiệu quả trong cái việc gọi là công suất và âm sắc các bác nhá. Nó không quá rườm rà, nó không quá xuất sắc trong mọi giải tầng, trong mọi giải âm, nhưng mà nó lại có một cái gì đó phải gọi là trung bình khá, nó cái gì nó cũng khá. Dẫn đến là nếu mà phối ghép nó rất là dễ phối ghép. Các bác lưu ý giúp em là càng sắc sảo bao nhiêu thì nó lại càng có nhược điểm bấy nhiêu, nhưng mà ngược trở lại thì càng thô bạo bao nhiêu thì nó lại càng dễ phối ghép bấy nhiêu. Chính vì những cái dòng Pioneer nói chung các bác, nó ở mức giữa, không thô quá mà cũng không sắc nét quá, nên chính vì thế này nó rất là dễ chơi và dễ nghe. Kể cả những bác chơi lâu năm rồi cũng không có điểm gì để chê nó cả. Đó, riêng 7800, và em cũng không thể ngờ được nó có thể đánh đôi có đôi Sony G7 rất là hay như vậy. Thì bây giờ em sẽ chuyển cho các bác nghe thử một đoạn Sony G7 oánh bài Một Mai Qua Cơn Mê các bác nhé. Tiếng bát nó nghe nó bình vào ngực các bác ạ, lỗ thông ngực phía trước. Chưa phải đến giữa mà đôi loa đã rung lên rồi các bác. Chút nhạc như vậy thôi, em sẽ thanh lý. Bây giờ em sẽ đi vào video thanh lý đây. Các bác đừng quên chiếc Pioneer 7800 đẹp xuất sắc như vậy, em để các bác giá 8.500.000 đồng các bác nhé. Những chiếc này thì các bác có thể yên tâm về độ đẹp cũng như là độ zin của nó. Tất cả máy móc thứ bọn em bao đẹp xuất sắc các bác luôn. Và những chiếc này là những chiếc 7800 nguồn vàng, dòng rất đẹp các bác. V
với những chiếc Pioneer các bác nhé, lưu ý giúp em tất cả các dòng Pioneer từ 7800, 8800 đến 8900 hiện nay nhà em đang có. Thì cái ưu điểm của nó thì em xin nhắc lại một lần nữa là rất dễ phối ghép. Nó rất dễ phối ghép các bác, hầu như các bác thả loa gì vào nó đánh hay. Đấy, những đôi Sony G7 như vậy thì cũng chỉ cần con 7800 này là lên lò tài phò rồi các bác. Giá là 8.500.000 đồng các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn thấy ạ, em chỉ nhích có số trên số 2. Đây nó rất là nhạy luôn các bác. Những dòng âm ly Pioneer nó tiếng rất là bén. Em sẽ chuyển sang đây cho các bác vài chiếc âm ly em sẽ thanh lý đây. Pioneer A01 đó các bác. Con này thì đánh bằng 4 sò MOSFET các bác. Phía sau thì nó đánh trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Các bác lưu giúp em. Và A+B 8 đến 32 ohm. Những con này thì nó cho chất tiếng cực kỳ hay. Nhất là các bác có những dòng loa có chép điện, đánh kiểu bass 25 thoải mái luôn. Chiếc âm ly này có công suất là 105W các bác nhé. Rất hay đánh MOSFET Pioneer A01, dòng đời cao của Pioneer, chất tiếng khỏi nghĩ luôn. Tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác. Chiếc âm ly này bình thường giá khoảng 1.800.000, 1.700.000. Trong video này em xin để các bác giá chỉ 1.400.000 đồng, 1.400.000 đồng thôi, Pioneer A01. Các bác có thể lấy trực tiếp con này phang vào Pioneer CS-A7, đánh rất là hay luôn các bác nhé. Có 1.400.000 thôi, đánh vào CS-A7, những bác có loa CS-A7 hay kể cả loa Bose 301. Nó đánh vào loa Bose 301 chất tiếng rất đỉnh luôn, tiếng trong veo. 1.400.000 đồng, giá quá rẻ luôn. Low lớt vẫn còn các bác nhé. Hai cầu AB cộng B, bass chết, volume nó đây, đây này. Các bác lưu ý là âm ly này còn rất là đẹp các bác nhé. Giá chỉ 1.400.000 rồi, nhất là giúp anh, không dập, không vỡ, không sứt chỗ nào cả. Tiếp theo một con đờn ông. Con đờn ông này thì các bác có thể chơi vào những dòng loa đồng trục hoặc là những dòng loa bookshelf cao cấp các bác nhé. Đây là một trong những dòng âm ly cho cái chất tiếng cực kỳ thật, lưu giữ em mà thật các bác nhé. Thật nó không đồng nghĩa với lịnh tai đâu các bác. Thật nghĩa là nó chính xác các bác. Những bác thích nghe mộc mạc chính xác mà cần những chiếc âm ly rẻ tiền, những đôi loa có độ nhạy cao, ví dụ như những dòng loa toàn giải, tháo ra từ những cái đài cassette hay là những cái TV các bác. Thì bác chơi những dòng đồ cổ các bác ạ, thì các bác cần chất tiếng nó kiểu như âm ly bóng đèn các bác nhé. Thì đây, con âm ly này rẻ tiền các bác nhé. Đờn ông 910V các bác lưu giúp em. Đời 9 đó các bác. Và con này nó có một nút low lớt là cái nút chỉnh âm sắc của nó thôi, không có một cái nút bass chết gì cả. Và các bác vặn low lớt này nó sẽ biến thiên theo tùy tai của chúng ta, và nó tự cân bằng làm sao cho nó cân bằng nhất và nó không bị chỉnh bát chét. Đến chiếc âm ly này nó làm cho nhiều bác khó tính ấy, nghe theo kiểu thật ấy, không ưa được. Cái ưu điểm của nó khi chỉnh low lớt như vậy thì nó vừa giữ lại được độ thật và nó có thể tăng được âm sắc của cái nhạc lên, tăng cái nhạc tính lên mà không bị mất độ thật các bác nhá. Đó là ưu điểm của cái con âm ly này, chỉ có đúng một nút low lớt và nó có 10 lấp các bác lưu giữ em. Hai cầu loa AB cộng B 4 đến 16 ohm. Thằng này các bác nó được mệnh danh là Real Time Audio. Đó các bác, Real Time Audio các bác nhá. Lưu ý giúp em, rất là hay luôn. Con đờn ông 910 này em cũng xin để các bác giá rất là rẻ thôi, chỉ 1.300.000 đồng các bác nhá. 1.300.000, bình thường các bác phải mua 1.800.000 đến 2.000.000 các bác. 1.300.000 thôi. Đẹp xuất sắc luôn, duy nhất một con. Tất cả góc cạnh không sứt không mẻ, 1.300.000. Rồi, giá Covid. Đánh hai cầu loa AB cộng B luôn. Đấy, tiếp sau, tiếp theo là một chiếc Victor AK11. Chiếc này bass của nó đây, chét nó đây. Bass chét của nó đây các bác. Dòng âm ly này thì nó là mỏng, dòng siêu mỏng. Đó, dòng siêu mỏng. Đây cái này thì em lấy cái 90 này. Những cái này các bác nhá, bọn em lau cái này đẹp luôn. Cái lưng này của nó các bác nhìn này là bẩn thôi chứ không phải là xấu đâu. Em lau cho các bác xem. Đây các bác nhìn thấy ạ, em xịt thẳng vào cái phần bẩn đấy. Cái này bọn em chỉ cần lau cái này nó đẹp luôn các bác nhá. Đó các bác. Bọn em chưa vệ sinh thôi, các bác lưu giúp em. Thì tất cả bọn em sẽ vệ sinh sạch sẽ trước khi gửi đến các bác. Đấy, chiếc âm ly này thì mặt lưng nó đang bẩn. Đấy, để lau sơ các bác biết như vậy. Thì con âm ly này em cũng xin để các bác giá rất là rẻ thôi. Bác nào thích một chiếc âm ly ngon bổ rẻ, bát chét đánh lung linh lịnh tai, và ghép loa bookshelf, ghép loa bát 25 trở về là ngon. Đó, đánh 4 sò xanh đen phía trong luôn. 4 sò nhỏ xanh đen các bác nhá. Sò xanh đen. Và đánh một cầu loa. Đó, đánh một cầu loa 8 đến 16 ohm. Con âm ly này em xin để các bác giá chỉ có 600.000 đồng các bác nhá, rẻ hơn cả các bác đi mua sắt vụn. 600.000 đồng em ghi cho anh. Bass của nó đây, check của nó đây,
Đó, lâu lướt vẫn có luôn. Có lâu lướt luôn các bác nhé. Chỉ có 600.000 thôi, quá rẻ luôn các bác. Nhấc ra cho em. Và tiếp theo nữa là một chiếc Technic V15. Chiếc này thì đánh vào những đôi loa Nga S70 rất là hay. Đó, những đôi loa Nga nhỏ đấy các bác. Và những dòng loa Diatone, đó, những dòng loa độ nhạy thấp. Riêng con Technic V15 này ngon bổ rẻ. Mặt phay nhôm cũng rất đẹp luôn. Em còn chưa vệ sinh kỹ đâu, mới chỉ lau sơ sơ vừa nãy thôi. Đó, thì từ trong ra ngoài đều đẹp hết. Còn V15 này em xin để các bác giá cũng chỉ rẻ, cực kỳ rẻ luôn. 1 triệu mốt các bác nha. Bình thường các bác phải mua 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 8. Để các bác giá 1 triệu mốt thôi. Giá Covid bán vui các bác luôn. 1 triệu mốt rồi nhắc ra cho anh. Và một con Sony đây. Con Sony này rất khỏe đấy các bác. Các bác cần một chiếc âm ly mỏng. Đấy, mỏng mà cái chất tiếng của nó hay. Đây là bass, đây là chét, ba lăng đây. Đó các bác. Con này cái chất tiếng của nó rất là hay và mềm các bác nhá. Con Sony này em cũng xin để các bác giá chỉ 1 triệu thôi. TA-AX200. Giá 1 triệu các bác. Đánh vào các loại loa, kể cả các bác phang đôi loa Nhật, ví dụ CSA7 hay là F700, đánh ngon luôn các bác. Giá chỉ 1 triệu các bác nhá. Đó, 1 triệu thôi. Size 43 hết, tất cả đều size 43 tất các bác. Rồi hết để cho anh. Và sang đây một chiếc âm ly khủng của Pioneer. Rất là nặng, con này phải nặng tầm hơn 15 cân. A150 các bác biết con này rồi. Con này thì nó bị mất một lút các bác nhá. Nó bị mất một lút, em đã phải nó bị mất một cái lút ấy, còn vẫn dùng như bình thường. Đó. Nó bị mất cái lúm, em đã nhét cái lúm của con âm ly khác vào. Đó, nhìn thì nó cũng không xấu đâu các bác. Về cơ bản nó không xấu đâu. Còn mọi thứ thì hoàn hảo các bác. Mặt không xước, không mẻ các bác nhá. Pioneer A150. Con này các bác đã chơi được 4 so 2 bit khủng. 4 tụ nguồn và nó rất là nặng các bác. Con này là dòng âm ly gấu của Pioneer. Cái dây nguồn nó to như dây của những chiếc máy hàn điện các bác. Rất là khủng luôn. Pioneer các bác. Rất là khủng. Công suất của nó. Con này nặng hơn phải hơn 15 cân các bác. Đấy. À, phía sau này công suất của nó ghi là 300W các bác nhé. 300W. Các bác cần những chiếc âm ly đánh karaoke. Hoặc những đôi loa khủng các bác. Không, xin lỗi các bác. Con này không phải đánh 4. Con này đánh 8 so các bác. Xin lỗi các bác nhé. Không phải đánh 4 sò đâu, nó đánh 8 sò các bác ạ. Đánh 8 sò các bác. Đó, 8 sò luôn. Em có thể tháo cho các bác xem mặt lưng của nó. Tháo cái mặt đít này ra. Đó, lưu ý là chiếc âm ly này tí tình trạng của nó về các bác nhá. Nó sẽ hơi xấu một chút ở dưới này. Cái hậu ở dưới này. Nó hơi có rỉ bởi vì cái thằng này sử dụng bằng sắt tôn. Nó sử dụng bằng sắt tôn chứ nó không phải sử dụng bằng sắt 7 sắt xi 7 màu nên là nó sẽ phải rỉ. Những dòng này rất hay bị rỉ hậu. Nhưng các bác yên tâm, nó rất là khỏe. Con này thì các bác có thể phang vào những cái dòng loa karaoke luôn được. Loa karaoke kiểu như BMB các bác ghép phang vào hát luôn được. Mà chất lượng âm thanh rất là tốt. Những dòng châu bò này, đây gọi những dòng châu bò các bác nhé. Đó, những cái dòng châu bò này rất là khỏe. Và con này em cũng xin để các bác giá rất là tốt luôn. Bình thường các bác mua con này giá nó đâu đó trên 5 triệu ở Việt Nam. Nói chung là các trên thị trường giờ nó khoảng trên 5 triệu hàng cũ, hàng bãi. Em xin để các bác con này giá chỉ có 4 triệu tròn các bác nhé. Nó chỉ mất đúng một cái lút đấy thôi. Con này các bác mua rẻ nhất cũng phải là hơn 5 triệu rồi. Đó, lưu giúp em. Nhà em nhớ từ trước này em bán 5 triệu. Đó. Thì nó cũng chỉ đẹp tầm này thôi. Nhưng mà tầm này em đây các bác 8 sò 2 vít có thấy không ạ? 8 con sò 2 vít luôn. Rất là dã man của ngàn các bác nhé. Đó, em tháo luôn cái mặt lưng cho anh xem luôn. Đặt xuống. Tháo luôn cái mặt lưng ra. Các bác lưu giúp em là nó chỉ xấu một chút ở dưới kia và bị mất một cái lút đằng trên. Đó, 300W, nặng mười mấy cân luôn. Con này các bác mà phang vào đôi G7 kia thì đánh vỡ loa luôn. Con em để các bác giá 4 triệu các bác nhé. A150, 4 triệu tròn. Các bác về chơi karaoke, lưu ý giúp em là những con này các bác mua nó thứ nhất nó được một con âm ly rất hay. Thứ hai là so với tiền bỏ ra 4 triệu đồng thì các bác chỉ mua được một con cục đẩy tàu bình thường thôi. Chưa chắc cục đẩy tàu 4 triệu đã được khỏe như thế này các bác nhé. Lưu ý giúp em là khỏe thật sự các bác. Những dòng cục đẩy tàu các bác nhìn tưởng ghê gớm, 12 so thường ghê gớm, thực ra là cái hiệu năng của nó chưa chắc đã bằng những chiếc này đâu. Con này tiếng nó rất là lực. Đấy, các bác nhìn thấy nó khủng khiếp như này cơ mà. Đây bọn em chưa lau chùi phía trong. Nó bánh 12 so các bác. Đó, 4 tụ nguồn lớn đây. Lưu ý giúp em nhé. Đó, giá là 4 triệu tròn. Rồi, em đậy lại quay về phía mặt đây cho anh xem. 4 cái tụ nguồn rất lớn của nó đây các bác. Đậy xin cái này. Quay lại cho anh. Rất nặng các bác nhé. Đúng cái nút này đây. Cái nút này nó bị đây các bác.
Đấy, lúc này nó bị mất cái lúm này. Em sẽ nhét cái lúm của con Amnichio sang đây. Không ảnh hưởng gì cả các bác nhé. Không ảnh hưởng gì hết. Vì cơ bản vẫn đẹp. 4 triệu đồng. Rồi em cũng xin tạm dừng video tại đây. Bạn nào có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì cứ nhắn tin cho em qua hai số trên. À xin lỗi các bác, em vẫn còn một số con nữa đây. Em nhắc lại cho anh. Đây nữa, nhiều hàng quá các bác ạ. À, tưởng là còn ít hàng thanh lý mà còn rất rất nhiều. Lôi trong kho ra còn mấy chiếc nữa. Một chiếc Pioneer vừa nghe vừa hát karaoke. Đây là dòng âm ly karaoke chính hiệu của Pioneer. Karaoke Nhật Bản đấy các bác. Đó, âm ly karaoke của Pioneer. Nó có nút chỉnh vang tất cả mọi thứ trong này đây. Và nó sử dụng vang số digital các bác nhá. Mixer đấy các bác. Chỉnh vang, chỉnh mic. Nó có 3 đường mic. Nó có bác volume 3 mic của nó đây. Và chỉnh bát chép các thứ tất cả trong này. Chữ nhật tất các bác. Các bác về chỉ cần 1-2 phút thì các bác có thể sử dụng ngon được con này. Hoạt động hoàn hảo, hát karaoke rất ngon luôn. Riêng dòng Pioneer V23 này các bác có thể thấy trên thị trường người ta bán có khi đẹp như này các bác nhá. Có khi bán đến 4 triệu. Đó, nhưng riêng con này em chỉ thanh lý các bác luôn. Giá 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng thôi các bác. Rất là khủng luôn. Đó, quay về phía sau cho anh. Các bác có thể hát trên loa BMB rất ngon các bác nhé. Nó là âm ly karaoke của Nhật Bản. Đấy, em đã ghi sẵn đường vào rồi các bác. Đường vào rồi các bác cắm vào đây. Toàn chữ nhật thôi. Đó, đánh hai cầu loa AB phía sau. Công suất 110W. Các bác có thể hát loa Bose, loa BMB ngon luôn. Giá 1.500.000 thôi. Giá rất là rẻ các bác nhé. 1.500.000. Và tiếp theo đây, có một con Sony đa kênh. Nhắc ra cho anh nhé. Rất nặng. Một con âm ly Sony đa kênh. Quay phía sau cho anh. Sony đa kênh các bác, có cả cầu chữ U các bác nhé. Tiện các bác phối ghép lọc xì các thứ luôn. Coi nó rút chữ U ra các bác coi nó như một cục đẩy. Và con này công suất là 210W. Công suất rất là khỏe. Hai cầu loa AB 6-16 ohm. Thằng này thì các bác có thể chơi nó như một chiếc cục đẩy để ghép vàng hát luôn được. Đó, bát chét của nó đây. Nó có một nút là cái nút gần như là cái nút lâu lớt ở đây các bác. Đó, hai nút cầu loa của nó đây. Con này thì hoạt động hoàn hảo luôn. Em để các bác giá chỉ 1.200.000 đồng các bác nhá. Rất to và nặng luôn. 1.200.000, đẹp xuất sắc các bác. 1.200.000, thanh lý các bác luôn. Giá rẻ hơn mua sắt vụn. Sony AX550, giá 1.200.000 các bác nhá. Rồi, quay sang đây cho anh con Sony này nữa. Thấy nhất cho anh con âm ly này nữa em. Toàn nữa hàng nặng đây các bác. Một chiếc âm ly F333. Rồi các bác, dòng F333 các bác biết mạnh như thế nào rồi. Thằng này đánh 4-16 ohm, hai cầu AB cộng B. Gãy mất cái cọc loa phía sau này các bác. Em đã lối dây ra này. Đó, công suất của nó là 248W. Nặng, con này cũng nặng hơn 15 cân. Rất là nặng các bác, cực kỳ khủng luôn. Thằng này thì cái lút này các bác, nói luôn các bác nhé, cái lút này nó bị mất lút. Em đã sử dụng lút của chiếc âm ly khác em nhét vào. Đấy, nó bị lai ba cái lút này. Nói luôn các bác biết như vậy. Và về cơ bản nó không xước, không dập vỡ mặt. Đó các bác. Nói chung là hoạt động hoàn hảo. Các bác có thể về coi nó như một chiếc cục đẩy hát karaoke. Em xin để các bác giá rất là rẻ luôn. Chiếc âm ly này để các bác giá là 1.800.000 các bác nhé. Thanh lý các bác luôn, không có lời lãi gì cả. 1.800.000 thôi. Về nó bị hỏng ba cái lút này. Đó, bị mất ba cái lút này. Thanh lý các bác luôn. Vẫn phải có lút của nó, vẫn dùng như bình thường các bác nhé. 1.800.000. Đó, các bác thích hát karaoke mà hàng khủng. Rồi, phía sau đây có ba cái tuner. Của một cái tuner của thằng Pioneer. Em cắm điện cho anh cái. Một chiếc tuner mà nặng như âm ly luôn. Nặng đúng như chiếc âm ly luôn các bác. Rất là nặng. Cái chiếc tuner này thì các bác có thể ghép vào rất nhiều dòng âm ly. Đấy, nó có hai hồi gỗ. Và rất là đẹp. FM đến 91MHz các bác nhé. Rất đẹp luôn. Đó chính là cái tuner của TX810. Chính là dòng tuner của âm ly Pioneer 810. Dòng sơn âm tụ này các bác. Các bác có những dòng 810 này, 510 này, 710 này. Mua chiếc tuner này về để hết bài luôn các bác. Rất đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Không có vết chảy xước gì hết. Cái gỗ này đang bụi, lau cái là bóng lừ ngay. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Thì cái tuner này em cũng xin để các bác đây. Rất đẹp các bác nhé. Cái tuner này em để các bác giá cực kỳ rẻ luôn. 1.500.000 đồng. Bình thường các bác mua hơn 2 triệu trên thị trường được các bác. 1.500.000 thôi. Bọn em nhập về không nổi các bác. Nhập xuất sắc luôn các bác. 1.500.000 đồng. Các bác nhé, còn tuner TX810 này. Tuner TX710 đã giá 1.500.000 rồi. Đó, em để các bác con TX
810 này giá 1,5 triệu, nặng như âm ly luôn, cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó. Và tiếp theo một con tuner của dành cho bác nào mà thích những cái tuner nhỏ của Pioneer tiếp. Đó, Pioneer TX70. Các bác có những chiếc âm ly mặt phay nhôm nhỏ của Mazang này, của Pioneer này, những dòng sơ âm tụ của Pioneer. Đó, cái dòng SA70 ấy, SA50-70 của Pioneer nhỏ nhỏ các bác. Thì đây là cái tuner của nó đây, FM đến 91MHz các bác nhé. Đấy, cũng rất là đẹp luôn, hai cái hồi gỗ hai bên. Cái con âm, cái tuner này em bình thường em đã nhập về giá là 1,5 triệu rồi. Em nhập về 1,5 triệu các bác nhé. Em cũng xin thanh lý các bác luôn. Cái tuner này 1 triệu. Em bán chiếc âm ly của nó rồi. Đó, em còn mỗi cái tuner rồi, thanh lý các bác giá 1 triệu luôn. Đẹp xuất sắc các bác. Đây là những cái này là cái bẩn này, lau là hết đấy các bác. Giá 1 triệu các bác nhá. Nước ra cho anh. Ở dưới này có một cái tuner của Technic các bác. Cái tuner của Technic này cũng FM đến 91MHz. Đó. Cái nút nguồn này này các bác nhìn này. Mất cái phôi nhựa ở ngoài. Mất cái mặt nhựa ở ngoài. Nói chung là không ảnh hưởng gì cả. Cái tuner này thanh lý các bác luôn. Đó. 400.000 các bác nhá. Cái tuner này 400.000, Technic 7.300. Hoạt động hoàn hảo luôn, các bác mua về bắt FM. 400.000 bạc các bác, mặt phải nhôm đẹp bóng luôn. 400.000 rồi. Đó, như vậy là em cũng cơ bản đã hết đồ thanh lý rồi. Bạn nào có nhu cầu lấy cái sản phẩm nào thì cứ nhắn tin cho em qua hai số trên. 0981193686 và 0983662586, em giao hàng toàn quốc. Thêm một cái vui nhỏ nữa các bác là chiếc máy nghe nhạc iPod. Đó, nhỏ nhỏ như vậy thôi các bác. Đó. Chiếc này được một anh em chơi audio đấy, gửi cho em. Rất là vui các bác. Chiếc âm này, các bác thích có những chiếc điện thoại mà nó phát ra chất lượng âm thanh tốt thì các bác có thể tham khảo những chiếc máy nghe nhạc iPod này các bác nhé. Của Apple. Cái máy nghe nhạc này nó chỉ nhỏ như hai ngón tay thôi. Đó. Các bác cóp nhạc ở đây nghe có chất lượng khá là tốt. Mà cái này bình thường trên thị trường giá nó khoảng độ 400-800.000 các bác. Em thì em không bán, nhưng mà em muốn nói để các bác, những bác nào thích nghe nhạc bằng điện thoại di động hay là những cái thiết bị di động như vậy nó hay, thì các bác có thể chọn những chiếc máy iPod này các bác nhé. Giá mới 100.000 bạc. Rất là hay, chất lượng nó hay hơn điện thoại rất nhiều. Rồi bây giờ em cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chào các bác.